Sáng ngày 6 tháng 2, ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Quyện ủy An Phú cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Liên đoàn Lao đo động huyện tổ chức đoàn đến thăm chúc Tết nhân viên vệ sinh môi trường đô thị và đội ngũ y bác sĩ trực đêm giao thừa. Tại trung tâm y tế huyện Phú, ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Quyện ủy An Phú cùng các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi, chia sẻ, động viên tinh thần làm việc của đội ngũ y bác sĩ trực đêm 30 Tết đồng thời chúc đội ngũ y bác sĩ có một đêm giao thừa bình an, đón mừng năm mới an lành, hạnh phúc, tiếp tục cống hiến cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân và đồng hành cùng hệ thống công đoàn trong thời gian tới. Chia sẻ động viên tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ trực đêm giao thừa, ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Quyện ủy An Phú cùng các thành viên trong đoàn đã lần lượt trao 29 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu 300 ngàn đồng. Trong đó, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú hỗ trợ quà và tiền mặt 1 triệu đồng trên phần. Liên đoàn lao động huyện trao tặng 300.000 đồng trên phần. Cùng ngày, đoàn còn đến thăm hỏi, động viên và chúc Tết cán bộ, công nhân viên, người lao động xí nghiệp môi trường đô thị. Ghi nhận những đóng góp tích cực trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tuyên truyền vận động người dân về nêu cao ý thức chung tay bảo vệ môi trường. Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Quyện Quỹ biểu dương tinh thần trách nhiệm vượt khó của các công nhân làm việc xuyên suốt dịp Tết đóng góp công sức mang lại nét đẹp dân minh đô thị cho An Phú, cho từng gia đình vui xuân đón Tết. Dịp này, lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, liên đoàn lao đo động huyện, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện An Phú đã trao lần lượt 41 phần quà, mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng do ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện An Phú và liên đoàn lao đo động huyện hỗ trợ đồng thời gửi lời chúc tết đến công nhân vệ sinh môi trường đô thị luôn mạnh khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao